nắm bắt được nhu cầu và tiềm năng của ngành chất đốt công nghiệp sạch. Tháng 4 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tâm Phúc Gia Lai bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ đặt tại quốc lộ 14, thôn Phú Tân, xã La Bàng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đây là vị trí được xem là chiến lược với nguồn nguyên liệu dồi dào lên đến 3 triệu hectare rừng trồng của 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai. Vị trí nhà máy cách cảng biển Quy Nhơn 160 km, thuận lợi cho việc xuất khẩu sang các đối tác ngoài nước. Nhà máy sản xuất viên nén gỗ Tâm Phúc Gia Lai có tổng vốn đầu tư trên 10 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 5,3 ha. Máy móc trang thiết bị được nhập từ Cộng hòa Liên bang Đức, dây chuyền sản xuất đồng bộ, khép kín và tự động hóa các khâu quan trọng. Nhà máy có đội ngũ công nhân lành nghề, được đào tạo bài bản và ý thức kỷ luật tốt. Bên cạnh nhà máy, Tâm Phúc Gia Lai còn có cơ sở hậu cần vững mạnh với trụ sở văn phòng điều hành và kho hàng lên đến 10.000 m2 ngay tại thành phố Quy Nhơn. Vị trí chỉ cách cảng Quy Nhơn 3 km, rất thuận lợi cho việc giao dịch và xuất khẩu hàng hóa sang các nước trên thế giới. Tháng 9 năm 2018, dây chuyền đầu tiên của nhà máy chính thức hoạt động với công suất 4.000 tấn trên một tháng. Sản phẩm ngay lập tức được thị trường Nhật Bản chấp nhận. Tháng 5 năm 2019, nhà máy tiếp tục đưa vào vận hành dây chuyền thứ hai. Hiện nhà máy hoạt động 2 dây chuyền với công suất lên đến 8.000 tấn trên một tháng, tương đương 100.000 tấn trên một năm. Xác định để có thể đứng vững và khẳng định thương hiệu của mình, ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã xem chất lượng là nền tảng sống còn. Sản phẩm viên nén của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tâm Phúc Gia Lai luôn được kiểm định gắt gao trong từng khâu sản xuất để có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ đối tác Nhật Bản. Nguồn nguyên liệu từ cây thông, keo lai và cao su đã được chứng nhận FSC, COC, CVK. Chất lượng của viên nén gỗ Tâm Phúc Gia Lai còn được kiểm định bởi cơ quan kiểm định chất lượng quốc tế SGS. Toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty đều theo quy trình 5S Nhật Bản. Trong đó, chú trọng kiểm soát chất lượng thông qua bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo nguyên liệu sạch và lắp đặt nam châm để loại bỏ tạp chất trong sản phẩm và đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Với phương châm sản xuất phải gắn liền với phát triển bền vững, ổn định và bảo vệ môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tâm Phúc Gia Lai phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp viên nén với chất lượng tốt nhất. Và không dừng ở đó, Tâm Phúc Gia Lai đang tiếp tục cố gắng để hướng đến những giá trị cao hơn trên nền tảng sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng.